Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn cái bài tập của bác sĩ Uwe Albrecht về phương pháp Inner Voice, tức là trí tuệ bên trong. Vậy khi mà mình thử để mình giao tiếp với cơ thể của mình thì mình sẽ làm cách nào bây giờ? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay bây giờ nhé. Mình đứng thẳng và trước tiên là mình làm cho mình đã, xong mình sẽ làm cho người khách đến trị liệu với mình. Và mình sẽ đứng thật là thăng bằng, hai cái vai này nó bằng nhau. Thư giãn, thả lỏng. Và mình nói có. Khi mình nói có, mình đưa hai cái ngón tay trỏ vào với nhau, hai ngón tay cái nào với nhau, đưa vào đằng trước. Đưa vào đằng trước như này và giơ ra xem. Khi mà nó bằng nhau như này thì đó là có. Ok. Và bây giờ khi mình thả lỏng cơ thể, thật lỏng cơ thể, và mình nói không. Đưa hai tay cái vào với nhau thì nó sẽ lệch nhau như này. Như vậy mình có câu trả lời có và không. Tức là cơ thể của mình nó cũng như là cái con lắc, như con lắc như này. Mình có thể làm cái bài tập này và mình cũng có thể nhắm mắt và cảm nhận. Mình nói có và cảm nhận xem cơ thể của mình nó nghiêng về phía trước hay ngả về phía sau. Có. Yeah. Đấy, khi mình nói có thì mình ngả về phía trước. Bây giờ mình sẽ nói không. Và khi mình nói không thì nó sẽ ngả về phía sau. Đó là tùy theo từng người, nhưng phần lớn là khi nói có thì ngả phía trước và khi nói không ngả về phía sau. Tùy theo, có người thì cái bộ não của người ta có một chút gì đó khác biệt thì có thể là người ta ngược lại với mình. Đấy là cho nên là mình phải thử cái phương pháp này để xem cái câu trả lời của cơ thể là như thế nào. Và bây giờ mình có thể hỏi hôm nay tôi mặc cái màu áo này có phù hợp với tôi không? Màu đỏ này có phù hợp với tôi không? Để tôi có nhiều cái năng lượng cho cái ngày hôm nay thì cái màu đỏ này có phù hợp với tôi không? Nhưng mà mình tốt nhất là mình cứ dùng câu hỏi thật ngắn gọn. Tôi sẽ hỏi một câu thật là ngắn gọn. Màu đỏ có hợp với tôi hôm nay không? Và câu trả lời là gì? Là có. Cái màu sắc nó rất là quan trọng. Khi mà bạn mặc cái màu nó đúng ấy, thì là cái hào quang của bạn nó sẽ được kích hoạt và nó sẽ được lan tỏa rộng. Thế cho nên là cái dùng cái câu hỏi này có không, mình có thể giao tiếp với cơ thể và mình hỏi xem cơ thể cái điều gì là tốt đẹp nhất cho mình trong điều kiện hiện nay, ngay bây giờ. Đó, vậy thì các bạn có thể thử đi. Đây là cách thử đơn giản, dễ dàng và đó là mình giao tiếp với cơ thể của mình, là một cái phương pháp rất là đơn giản và hiệu quả. Và đó cũng là cái máy của cơ thể để đo cái năng lượng thực sự, chân thực, chân thành, không có nói dối. Có nói dối cũng không được. Và chính vì thế cho nên là với cái phương pháp thử chiều dài cánh tay này, đó là kinesiology, thử muscle test, thử cơ đó, thì có thể giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống nếu hàng ngày bạn đem cái công cụ này bạn sử dụng hàng ngày. Và mình từ khi học được cái phương pháp này, mình cũng luôn luôn sử dụng cái phương pháp này giúp cho mình và giúp cho rất nhiều khách hàng của mình. Đó, thì các bạn có thể tập, đây là cách thứ nhất. Và những cái cách sau thì mình lại hướng dẫn cho các bạn ở những cái video sau. Và điều quan trọng là cái người thử, mình phải buông xả tất cả các thứ mình không nghĩ. Mình không nghĩ trong cái góc cạnh của mình, mà mình tốt nhất là ở trong cái trạng thái không, hoặc là cái trạng thái mà mình nhìn trong một cách toàn diện, nhìn một cách tổng thể, chứ không là chỉ nhìn ở cái cách phía mình. Vì bởi vì phía mình lúc nào cái ego của mình nó cũng mạnh mẽ. Thì bây giờ mình tốt nhất là mình thật là thư giãn và thử xem cái cơ thể của mình nó đang nói gì và giao tiếp với nó bạn nhé. Ok, mình sẽ gửi đến các bạn những cái video trong những cái buổi chia sẻ lần sau. Chúc các bạn thực hành thật là tốt. Thank you, I love you.